thành phố Hà Nội đã chỉ đạo đổi mới cả về nội dung và phương pháp tiến hành, tổ chức thành công nhiều cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn trong khu vực phòng thủ, góp phần bảo vệ vững chắc địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước. Thông qua cuộc diễn tập, các địa phương đánh giá được chất lượng, hiệu quả xây dựng khu vực phòng thủ và khả năng tự bảo vệ địa bàn mình đến đâu, và thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Thế rồi là về quan điểm là xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh thì làm như thế nào, ở cho từng địa bàn cho nó phù hợp. Báo cáo với các đồng chí, đây là những cái vấn đề mà rất quan trọng để chúng ta điều chỉnh tổ chức lực lượng. Đầu bài càng khó càng dễ nhận xét các đồng chí. Chứ nếu mà chúng ta làm bài đầu bài mà nó dễ thì dễ là khó nhận xét lắm. Không bộc lộ ra được những cái mà chúng ta chưa đáp ứng được. Bởi vì chúng ta diễn tập mà, chứ tập ra thật đâu. Cho nên là nó phải sát với thực tế thì đến khi có tình huống là giải quyết được hết.